Thấy vậy mà không phải vậy. Bên ngoài tiệm Internet gắn bảng thông báo tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19 và đóng kín cửa tiệm. Thế nhưng, khi công an kiểm tra thì phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đang cày game tại hai phòng máy tính trong tiệm Internet này. Sau nhiều ngày mật phục, vào khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2020, Công an phường 2 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm Internet tại số 6 đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 62 thanh thiếu niên đang tập trung chơi game tại hai phòng máy tính trong tiệm. Tiệm Internet này do ông Vũ Ngọc Duy, 31 tuổi, làm chủ. Mặc dù cơ quan chức năng đang kiểm tra, thế nhưng nhiều thanh thiếu niên vẫn vô tư chơi game như không có chuyện gì. Bên trong quán còn nhiều chén mà chủ tiệm Internet phục vụ người cày game. Đây là hành vi không chấp hành các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tạm dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19. Theo Ủy ban nhân dân phường 2, trong thời gian qua, nhiều người dân phản ánh chủ tiệm Internet này vẫn hoạt động bất chấp quy định. Ủy ban nhân dân phường đã mời chủ tiệm tới làm việc, tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết ngừng hoạt động. Tuy nhiên, chủ tiệm Internet vẫn phớt lờ, không tuân thủ, cố tình tổ chức hoạt động. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ một số trang thiết bị, máy móc để phục vụ công tác xử lý theo quy định, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện giao thông của các thanh thiếu niên đang chơi game tại tiệm Internet.